1 2 3 4 5 6 chớp lại, không điều chỉnh tăng giảm được, nhạc mic vẫn có. Có trường hợp thì sẽ nháy ở bốn cái đèn trong bốn cái phím mode này, có trường hợp thì nháy ba cái đèn này. Và thiết bị như vậy thì tăng giảm điều chỉnh chuyển mode không có tác dụng nhé. Tiếng thì vẫn có. Đây là một cái van bệnh đặc trưng của dòng này, mình gặp rất là nhiều rồi, hoàn toàn có thể sửa chữa ok. Mọi người cần tư vấn sửa chữa dòng vang APK1000 này, hiện tượng lỗi như mình vừa phân tích trong video hoặc các cái lỗi khác, mọi người có mạnh dạn liên hệ trực tiếp theo số máy trên tiêu đề của video để gặp kỹ thuật viên. Và những ai chưa đăng ký kênh thì mọi người có thể đăng ký kênh để theo dõi kênh hàng ngày nhé. Linh kiện thay thế có đủ, công nghệ nắm đủ nên là các cái máy lỗi tiếp nhận để sửa chữa rất là nhanh.